Trong dòng chảy phát triển chung của mỹ thuật đất nước, thể loại tranh chân dung chiếm một vị trí đặc biệt, góp phần tạo nên tên tuổi và thành công cho không ít các họa sĩ. Từ các danh họa thuộc thế hệ vàng của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cần, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Lương Xuân Nhị, rồi đến các thế hệ họa sĩ tên tuổi sau này, dường như ai ai cũng có những tác phẩm chân dung đặc sắc, nổi bật trong kho tàng sáng tác đồ sộ đầy vinh quang của mình. Điển hình như các tác phẩm chân dung Em Thúy của họa sĩ Trần Văn Cần, một trong 9 bảo vật quốc gia, cùng nhiều tác phẩm vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh hay vẽ về người chiến sĩ cách mạng, về người thiếu nữ Việt Nam đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bằng nhiều chất liệu, sơn dầu, sơn mài, lụa, qua bàn tay tài hoa của các họa sĩ, mỗi tác phẩm tranh chân dung lại có một sức hút riêng. Với các bậc thầy của sự nghiệp thuật Đông Dương, thế hệ vàng đặt nền móng quan trọng cho cái sự phát triển sau này của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam. Đương nhiên mỗi người có cách cảm nhận, có cách lưu giữ chân nét, thể điểm tâm hồn, thần thái và đặc biệt là những cái dây khắc mà dung nhan của họ hiện hữu để mà người nghệ sĩ cảm nhận. Tôi nghĩ là tại sao ngày xưa ở quán cà phê Lâm, Nguyễn Hữu Huân, các danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái hay ở Dương Bích Liên vẫn thường có mặt ở thường ngày, và đôi khi một cái thả nét tình cờ trên bất cứ một cái khuôn khổ, cái tờ giấy nào, đôi khi mà danh họa Bùi Xuân Phái còn vẽ trên vỏ bao thuốc lá hay là cái giấy kẹo, tức là bất cứ một cái gì nó có cái nền trắng của bất cứ một loại giấy nào thì là các ông có thể thắng. Và đây chính là cái điều hết sức quan trọng để tạo nên cái nghệ thuật vẽ chân dung của các nghệ sĩ Việt Nam. Trải qua thời gian, nhiều trường phái nghệ thuật mới dần xuất hiện, nhưng mỹ thuật chân dung vẫn có những giá trị không hề thay đổi. Đó là phương thức biểu đạt tinh tế để người họa sĩ khắc họa dung nhan một nhân vật nào đó trong nhiều trạng thái, xúc cảm, giúp người xem ngoài biết được vẻ bề ngoài của nhân vật, còn cảm nhận, suy tưởng được nhiều câu chuyện thầm kín đằng sau mỗi tác phẩm qua từng ánh mắt, nụ cười hay khóe môi. Tuy nhiên, không ít người nhận định vẽ chân dung luôn là một thách thức lớn với người họa sĩ. Biết bao nhiêu cái cảm xúc, biết bao nhiêu cái cách ghi hình vội vã hay là chậm rãi, nhưng mà đấy là những cái chân nét xúc động nhất để nói về một nhân vật. Cho nên là tôi nghĩ rằng là với các họa sĩ Việt Nam thì bất kể là ai, từ lãnh tụ cao nhất đến cái người bình thường nhất, đều được các họa sĩ lưu giữ, đặc biệt trong giới mỹ thuật với nhau thì không biết bao nhiêu mà kể, chả đếm được bao nhiêu những cái cách thả nét, những cách thả bút trên những cái tờ giấy khi mà anh em nghệ sĩ gặp nhau, trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau về những cái câu chuyện nghệ thuật. Chân dung nó có một giá trị rất quan trọng là nó giữ lại một cái khoảng khắc của một con người, một nhân vật mà vĩnh cửu có thể ra. Ảnh có thể mốc, có thể hỏng, nhưng mà tranh ấy bảo quản tốt ấy là 1.000 năm. Vậy thì họa sĩ là người lưu giữ cái đẹp đó cho muôn thuở. Họa sĩ là người rất đáng quý. Ở Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác, việc vẽ tranh chân dung lãnh tụ đã trở thành niềm khát khao mãnh liệt, xuất phát từ chính tình cảm chân thành của các họa sĩ dành cho người lãnh đạo cao nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất của đất nước. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, rồi đến thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là biểu tượng đẹp nhất, là đề tài khơi nguồn cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ nhất cho các họa sĩ tạo hình của nước nhà.
tiếp nối thành công của các thế hệ họa sĩ tiền bối theo đuổi đề tài vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở thế kỷ 21, khi đời sống mỹ thuật biến đổi phát triển không ngừng, thì vẫn có không ít các họa sĩ đương đại vẫn bền bỉ theo đuổi hành trình vẽ chân dung Bác kính yêu. Một trong số đó phải kể đến là họa sĩ Trần Xuân Phúc. Từ ký ức tuổi thơ được sống cùng cha là một họa sĩ nổi tiếng của mảnh đất xứ Thanh, cùng những câu chuyện quý giá khi cha của mình gặp Bác, đã trở thành động lực mạnh mẽ để anh không ngừng học hỏi, tìm tòi, tự tìm cho mình một lối đi riêng trong hành trình sáng tạo trong đề tài vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bố tôi là họa sĩ Trần Xuân Vị. Ngày xưa năm 60 á, thì có một dịp Bác Hồ về thăm Thanh Hóa và ông may mắn ông đã được gặp Bác. Và ông lại là cái người là họa sĩ ở Ti Văn Hóa Thông Tin, là xưởng mỹ thuật ngày đấy. Trên cả cuộc đời, cả cái xưởng mỹ thuật đấy thì có vài người thôi thì được phép vẽ Bác Hồ. Mà vẽ Bác Hồ là phải được duyệt của Ti Văn Hóa Thông Tin đấy. Thì cả cuộc đời ông thì khi ông ngưỡng mộ ông gặp Bác, ông rất ấn tượng về Bác là một cái người gần gũi. Đấy, và ấn tượng của bố tôi với Bác là cả rất tuyệt vời. Và sau này cả cuộc đời ông cứ sống và học tập theo cái đức tính của Bác Hồ. Chính cái tuổi thơ của mình là sinh ra một cái gia đình may mắn trong gia đình như thế, cho nên là cái suy nghĩ, cái tình cảm, tình yêu của bố dành cho Bác Hồ. Cho nên ngay từ nhỏ là lần đầu tiên bố dạy vẽ là chính vẽ Bác Hồ đấy chứ, là phụ cho cho bố. Đấy, phụ cho bố về vẽ Bác Hồ. Cho nên sau này tất cả những các cái hình ảnh đó, cái tình yêu của bố đấy, bố có nói là khuyên con cố gắng kiên trì vẽ sao cho đúng Bác Hồ của dân, đẹp như Phật, gần như ông, nhân từ bác ái, thông minh hơn người. Hơn 40 năm sáng tạo và cống hiến, dù vẽ đa dạng ở nhiều đề tài như phong cảnh, quê hương, đất nước, tuy nhiên không ít người nhận định những tác phẩm vẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là những tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp sáng tạo của họa sĩ Trần Xuân Phúc, giúp anh được nhiều người biết đến và yêu mến. Đặc biệt là góp thêm vào kho tàng các sáng tác mỹ thuật về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh thêm nhiều tác phẩm đặc sắc. Lĩnh vực vẽ chân dung ấy là một cái lĩnh vực nghệ thuật đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Cái kỹ năng đầu tiên là phải giỏi về hình. Nhưng mà ngoài giỏi về hình thì anh lại phải giỏi nhìn thần, nhìn tướng. Rõ ràng tôi nhìn thấy anh Trần Xuân Phúc là một cái người vẽ chân dung Bác Hồ đã có nhiều ấn tượng. Đặc biệt là lên được cái thần thái của một vị lãnh tụ kính yêu. Và không dễ gì một con người bao nhiêu năm mà vẫn miệt mài để vẽ. Ngoài cái thể hiện thần thái ra rồi, còn phải ánh sáng tạo hình. Ánh sáng tạo hình làm sao đưa cái ánh sáng đấy, ánh sáng tư tưởng lớn lao. Đấy, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của những cái niềm tin, ánh sáng của những cái gì đó nó là tích cực để mang lại cho cái cuộc sống tương lai tốt đẹp. Cho nên là trong tranh của Xuân Phúc mà nhất đặc biệt là vẽ về tranh chân dung Bác Hồ là nhìn bức tranh, cái ánh mắt của Bác, ánh sáng của Bác, bức tranh nó trở thành hài hòa. Đến nay, họa sĩ Xuân Phúc đã vẽ hàng nghìn bức tranh về Bác Hồ. Tranh của anh đã từng đi triển lãm tại nhiều quốc gia, trong đó một số tác phẩm được lựa chọn treo tại những nơi trang trọng của đất nước. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để người họa sĩ xứ Thanh tiếp tục bền bỉ, thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật, trong hành trình vẽ về Bác kính yêu. Trong cái lực lượng quân đội, mà anh Phúc cũng nguyên gốc là trưởng thành trong quân đội, anh được thừa hưởng cả gia đình, bố anh cũng là người họa sĩ đã từng vẽ ở Thanh Hóa. Và sau đó anh vào bộ đội, anh lại làm bên công tác tuyên huấn của một đơn vị. Cho nên là chính cái môi trường quân đội đó đã tạo cho anh cái niềm tin, cái sức lan tỏa rất lớn, tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và tất cả những cuộc triển lãm từ trước đến giờ về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng thì anh Phúc đều có những cái tác phẩm về Bác Hồ để tham gia trong cái đề tài đó. Nhìn lại cả cái quá trình hoạt động nghệ thuật của mình đã qua thì Xuân Phúc đã vẽ rất nhiều tranh chân dung về Bác. Thế nhưng mà chưa bao giờ cảm thấy thôi nguôi những cái mong muốn để còn sáng tạo vẽ nhiều tranh chân dung về Bác nhiều hơn nữa. Và tranh của mình càng ngày tôi phải muốn có những cái bức tranh nó phải đầu tư thật nhiều
về suy nghĩ, nghiên cứu kỹ và có những sáng tạo mang tính chất là nó thật là độc đáo. Và để thể hiện được một cái chân dung vĩ đại của Bác đối với dân tộc Việt Nam. Nếu như họa sĩ Trần Xuân Phúc lựa chọn con đường vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh như là nguồn ánh sáng của niềm tin và khát vọng, thì họa sĩ Đinh Quang Tình lại tìm cho mình một lối đi khác. Là một tên tuổi trong làng tranh biếm họa, tuy nhiên trong khoảng hơn 30 năm trở lại đây, ông lại được nhiều người biết đến trong vai trò vẽ tranh chân dung các văn nghệ sĩ trí thức nổi tiếng của đất nước. Dù trong đúng suốt 3 thập niên, ông chỉ tổ chức cho mình 2 cuộc triển lãm cá nhân quy mô lớn, đó là triển lãm Bản diện Kim Cương 1 và Bản diện Kim Cương 2. Tuy nhiên, triển lãm nào cũng được giới mỹ thuật quan tâm và yêu thích. Trong hội họa, cái vẽ chân dung là một trong cái khó nhất. Mà vẽ chân dung bằng màu dầu thì khó gấp bội lần. Thì tôi, nhiều người đã gọi là chọn trông gai nhưng không đúng. Tôi muốn, tự nhiên tôi thích và tôi muốn thử sức mình vào cái đó. Thì trong gần 40 năm nay, tôi theo đuổi và đã tìm ra cái phương pháp vẽ tranh sơn dầu chân dung nó tương đối có hiệu quả. Muốn vẽ một cái chân dung thì không phải là vẽ cái bề ngoài của họ. Muốn thế thì hiện nay những cái máy ảnh gọi là kỹ thuật số, người ta sẽ thay cái là người ta làm được. Nhưng mà vẽ cái bên trong của con người ấy, tính cách của người ấy thì máy móc không làm được và phải là chính con người làm được. Thì muốn mà vẽ được cái điều đó thì chủ yếu phải hiểu họ là ai. Mà muốn hiểu họ là ai thì nếu mà những người đương đại phải rất thân, hiểu được tính cách. Và những người mà mình không có điều kiện tiếp xúc khi họ đã qua đời đấy, thì phải đọc rất nhiều trang sách để hiểu. Chứ còn những cái ảnh tư liệu, những bức tượng chỉ là cái cớ thôi. Thế cho nên cái tôi vẽ phần lớn là cũng có cái ảnh hưởng ảnh, nhưng phần lớn là tôi vẽ theo tâm tưởng. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng nhận định, lặng lẽ vẽ chân dung là một sự can đảm, làm triển lãm chân dung còn can đảm hơn, bởi trong một không gian dù rộng đến đâu thì hàng chục con người với sự khác biệt về hình thức, đặc biệt là sự khác biệt về số phận cùng thế giới nội tâm bên trong của mỗi nhân vật, khi cùng hiện ra một lúc cũng khiến cho người xem không khỏi bình luận, đánh giá, phán xét. Bởi hầu hết những nhân vật mà họa sĩ Đinh Quang Tình vẽ chân dung đều là những nhân vật mà xã hội đã rất quen thuộc, thậm chí là rất hiểu họ. Họ đều mang những nét rất đặc biệt của dung nhan và vô cùng phức tạp, đầy số phận, đôi khi dị biệt trong đời sống. Trong suốt thời gian Covid, không có vật liệu. Tôi vẽ bằng bút sắt, sau đó còn ít màu tôi phủ lên. Và tôi tìm ra một cái phương pháp, tức là vẽ bút sắt phủ màu dầu, giống như tranh Thành Chương giống một số cái. Nhưng sau này là vẽ màu dầu, nhưng lại phủ bút sắt, để tỉa bằng bút sắt. Thì cứ như vậy, nó có được cái kết quả không ngờ. Thế Bản diện Kim Cương 2 lần này đó thì cũng phải nói thế này này, vẽ nó lớn hơn. Cái nó cũng giống như một cái sân khấu ấy, nó rộng thì cái nhân vật ấy nó được cái phô diễn dễ hơn, nó có đất để diễn. Thì bây giờ các cái chân dung của tôi mà vẽ lớn ấy, thì tôi có đất để diễn, cho nên là trên cái gương mặt ấy tôi bày tỏ rất nhiều cái tấm lòng của tôi đối với nhân vật. Theo bình luận của các chuyên gia, một tác phẩm chân dung có thể nói lên nhiều điều về một cá nhân như địa vị, quyền lực, sự giàu có hay đôi khi là cả chiều sâu trong suy tưởng của nhân vật. Qua việc đặc tả khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt, người xem có thể cảm nhận được dụng ý của tác giả, người sáng tạo nên tác phẩm, từ đó cảm nhận được tính cách, tâm lý của nhân vật được đặc tả trong tranh. Điều đáng nói ở đây là với chủ thể sáng tạo là họa sĩ Đinh Quang Tình, một người họa sĩ ở tuổi 80 vẫn miệt mài vẽ chân dung những người ông yêu quý. Quả thật đáng trân trọng. Đây là một cái niềm đam mê rất đúng nghĩa đối với anh Ba. Và anh ấy có cái tài ở cái chỗ là không những đam mê nhưng mà anh ấy rất là có ý thức tìm tòi trong cái chuyện vẽ chân dung. Cho nên thấy rằng anh ấy dùng rất nhiều những cái chất liệu khác nhau, cách vẽ cũng khác nhau. Thế cho nên là nó làm cho những cái bức chân dung mà khi mà mình treo lên cả một cái phòng to như thế này ấy, nó vẫn cứ có những cái riêng biệt. Khi bắt đầu mà anh Tỉnh có cái ý định vẽ chân dung thì cái bản đầu tiên là anh vẽ tôi. Tất nhiên không phải là cái bản này, là một cái bản khác. Và sau đó thì anh Tỉnh có đưa cho tôi xem.
Những cái năm tháng đó thì cách đây cũng đến gần nửa thế kỷ rồi. Và hồi đó là anh Tỉnh là một cái cộng tác viên rất là thân thiết ở bên Tuần báo Văn nghệ, mà hồi đó là tôi phụ trách về phần mỹ thuật và đặc biệt là cả cái trang biếm họa của trên Tuần báo Văn nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Và anh Tỉnh hồi đó là một trong cộng tác viên rất là tích cực và rất là uy tín trong cái mảng tranh biếm họa. Thế nhưng mà khi tôi thấy anh ấy bắt đầu vẽ bị thân thiết, anh ấy vẽ tôi một cái và tôi thấy rất là thú vị. Cái ông này, ông lại có một cái cách nhìn vẽ chân dung rất là khác biệt. Và tôi là cái người đã động viên và khuyến khích anh ấy để đi vào con đường này. Vẽ chân dung của những người thân quen vô cùng khó, bởi vì cái sự thân quen nó nằm trong đầu, thậm chí trong cảm xúc, trong trái tim của họa sĩ Ba Tỉnh. Nhưng đến khi ông phải vẽ ra một cái chân dung mà làm sao người ta có thể nhận ra người ta và cái người ta vốn có và phát hiện ra cái những người ta chưa phát hiện ra. Thì khi tôi nhìn chân dung của tôi phát hiện ra những điểm nào đó trong tôi mà lâu nay mình cứ đi qua mình không để ý, một góc sâu nào đó, một khoảng tối nào đó, một vùng ánh sáng nào đó, hay là một cái phần gì đó nữa. Thì tôi nghĩ là chân dung nó đạt đến như vậy. Nếu như họa sĩ Ba Tỉnh dành phần lớn nửa cuối cuộc đời mình để rong chơi trong hội họa chân dung vẽ văn nghệ sĩ, thì ở một góc khác, họa sĩ Vũ Thái Bình, một trong những họa sĩ nổi tiếng trong làng tranh giấy gió của đất nước, lại có một cách riêng để sáng tạo trong thể loại tranh chân dung. Bao năm miệt mài trong thế giới của gió, đi đến nhiều vùng miền khác nhau của Tổ quốc để tìm hiểu, nghiên cứu, điền dã, tìm nguồn cảm hứng cho mình. Là từng ấy năm, họa sĩ Vũ Thái Bình lưu lại trong mình những hình ảnh đẹp về những người phụ nữ miền núi chân chất, đôn hậu cùng gương mặt trẻ thơ vùng cao. Để đến ngày hôm nay, kho tàng sáng tác anh có được từ mảng đề tài này đã lên hàng ngàn tác phẩm. Suốt hơn 20 năm tôi làm việc với giấy gió thì cái đề tài chủ yếu của tôi là đi khắp nơi. Thế nhưng mà chính vì đi khắp nơi đấy thì tôi mới có những cảm nhận khác nhau ở từng vùng miền một. Thì trong quá trình mà đi sáng tác ấy, thế và đi lấy chất liệu ở các vùng miền khác nhau ấy, thì tôi đặc biệt ấn tượng với cả Đông Bắc và Tây Bắc của Việt Nam. Bởi vì tất cả những cái thứ mà nó hoang dã nhất, thế và những cái thứ mà con người phấn đấu đến nhất, nó chính là những cái thứ mà không bị tác động. Thì ở những cái vùng Đông Bắc, Tây Bắc tôi đi qua là một trong những cái nơi mà nó rất là ấn tượng với tôi. Bởi vì cái phong cảnh và con người đấy nó gần như với thiên nhiên, nó không bị tác động một cái gì cả. Là nhất, thứ hai là tâm hồn người ta rất là đẹp. Thế sau rất là nhiều những cái năm mà tôi sáng tác về những cái đề tài nông thôn, trước kia là nông thôn, thế và tất cả những vùng miền khác nhau ở trên khắp Việt Nam ấy, thì tôi thấy là cái đề tài đấy nó để lại cho tôi, cái đề tài miền núi nó để lại cho tôi một cái ấn tượng mà tôi nghĩ là không bao giờ tôi quên. Dẫu biết rằng gió là chất liệu truyền thống của dân tộc, luôn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho không ít các họa sĩ nước nhà. Song để đắm mình cùng gió lâu năm như Vũ Thái Bình lại không phải là nhiều. Kiên định theo đuổi con đường sáng tạo của riêng mình, dù gặp phải không ít chông gai, đôi khi cảm thấy nản mỏi. Song cứ mỗi lần đứng trước thứ giấy thô ráp ấy, họa sĩ Vũ Thái Bình lại như được dẫn lối. Anh nhẹ nhàng tung tẩy nét bút trong sự trầm tĩnh và cẩn trọng. Bởi vẽ cảnh đã khó, vẽ chân dung trên giấy gió lại càng khó hơn. Nó đòi hỏi người họa sĩ phải làm chủ, phải lường trước được mọi thứ trước khi màu được vẽ lên giấy. Thì tranh anh Bình cũng giống tính anh Bình thôi. Đấy, cứ hồn hậu đơn giản, mẹ đàm thắm. Và mình thích nhất là cái cách Bình ấy, là sống trải nghiệm dấn thân. Đấy, rất là hay. Cả đời sống nghệ thuật lẫn đời sống thực sự ngoài rất là hay. Và nhìn tranh của Bình ấy, thì cái vì anh Bình anh làm chủ cái giấy gió quá tốt rồi nên vẽ như là chơi ấy. Nhưng thực ra là kỹ thuật đấy nó cũng là rất là cao rồi. Tôi rất xem rất nhiều những cái chân dung của các chất liệu khác và các họa sĩ khác, mỗi người thể hiện một cái cách phong cách riêng. Nhưng mà ở Vũ Thái Bình thì có một cái cách nhìn nhận rất sâu sắc về mặt chân dung và giữ được cái bản sắc của giấy gió. Cái giấy gió là cái giấy của bản địa của dân tộc,
Thì đấy là Vũ Thái Bình muốn lưu giữ lại cái chất liệu của truyền thống của dân tộc. Qua tranh chân dung vẽ trên giấy gió của họa sĩ Vũ Thái Bình, bạn bè, đồng nghiệp càng cảm thấy ngưỡng mộ, tấm lòng cùng sự nhiệt huyết của người họa sĩ đã dành trọn trái tim và niềm đam mê của mình cho sắc gió quê hương. Chính anh đã thổi hồn cho gió, cố gắng níu giữ bao nét đẹp bình dị nhất của quê hương, đất nước và con người Việt Nam lên chất liệu truyền thống của dân tộc. Khi mà một cái chân dung đẹp thì phải bắt nguồn từ cái tâm hồn đẹp. Bởi vì là tất cả những ánh mắt của những cái bạn trẻ thơ rồi là những cái hành động của các bạn ấy, thì tôi cảm thấy là nó là một cái thứ gì đấy là tôi sẽ phải ghi lại. Ghi lại những cái khoảnh khắc mà những cái thời điểm và những cái sinh hoạt hàng ngày của các bạn ấy. Thế hoặc là của những người trung tuổi, trung niên, những cái bạn mà đôi vợ chồng trẻ đấy, đi làm trên nương mà gùi con trên một cái gùi, nó rất đẹp với tôi nhá. Nó là một chất liệu là khó nhất trong các loại chất liệu tôi thử. Cái gió đấy mình không hề tẩy rửa được. Kỹ thuật thì hiện nay tôi đang vẽ kỹ thuật theo lối vẽ lụa là nhuộm dần. Rồi lụa thì có thể rửa được nhá, có thể vẫn sửa được. Thế nhưng mà gió thì không nhá. Bởi vì là cái giấy nó tơi xốp, mặt nó rất là xốp. Đấy, khi mà đặt vào thì nó sẽ cắn chặt vào giấy ngay. Thế nên là nó là một cái thử thách rất là khó. Đấy, thì ngoài ra cái việc khó đó thì lại phải truyền tải được những cái thứ mà mình muốn nói. Với tôi nhá, thì tôi cảm thấy vẽ chân dung là một trong những thứ khó nhất. Nó khó nhất. Bởi vì là ngoài cái việc mà mình vẽ một cái chân dung nó giống nó một chuyện. Đấy, thế nhưng mà vấn đề là cái chân dung đấy nó có cái nội tâm ở trong đó. Nó có những cái câu chuyện ở trong đằng sau chân dung đó. Đến nay, dù đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, có tranh được trưng bày triển lãm tại nhiều quốc gia và thuộc về sở hữu của nhiều nhà sưu tập. Tuy nhiên, điều họa sĩ Vũ Thái Bình vẫn luôn đau đáu là làm sao có thể đi đến được nhiều vùng miền nữa trên cả nước để có thể khám phá muôn màu của cuộc sống, để lại được gặp những con người miền núi chân chất, hồn hậu, để anh có thể đưa vào trong tác phẩm của mình, từ đó có thể giới thiệu được vẻ đẹp của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế qua chất liệu giấy gió. Tôi ấn tượng với cả vùng cao. Bởi vì là như bạn biết rồi, cái vùng cao là vùng cực kỳ đẹp. Nó đẹp bởi vì tại sao con người, phong cảnh nó gần như hoang sơ. Khi tôi lên những cái vùng đó thì tôi cảm thấy là mình làm con người mà nó thoát được tất cả mọi thứ. Đấy, nó thoát được sự xô bồ, nó thoát được những cái khói bụi, nó thoát được tất cả những cái mưu toan trong cuộc sống. Thì ít ra là khi mà tôi lên đó thì tôi sống được lại những cái thứ mà gần với thiên nhiên nhất. Thế nên là chắc chắn là tôi sẽ phải theo đuổi cái đề tài này cũng sẽ khá là dài. Giấy gió là một trong chất liệu mà mình hoàn toàn có thể mình tự hào với thế giới. Đây là một chất liệu chỉ có Việt Nam có. Thế và cái tính dân tộc rất cao. Đấy, thì tôi cho là đây là một cái những cái thứ mà không chỉ tôi thôi. Và tất cả những người mà, đặc biệt là những cái người mà yêu văn hóa dân tộc. Đấy, thế và tôi rất mong muốn là anh em nghệ sĩ, anh em họa sĩ có thể là bằng cách nào đó mỗi người sẽ có một cái đóng góp một chút theo cái cách mình của mình riêng mình để chụm lại thành một cái gì đấy, tôi nghĩ là nó sẽ lớn hơn rất nhiều những cái thứ mà tôi đang làm. Bởi vì là như bạn biết rồi, khi cộng hưởng thì nó cái sự lan tỏa nó sẽ rộng hơn. Mỹ thuật chân dung là một vùng cảm xúc sâu lắng và thầm kín, chất chứa nhiều nỗi niềm của nhân vật, của tác giả, tác phẩm. Từ những góc nhìn khác nhau về ba họa sĩ Trần Xuân Phúc, Đinh Quang Tình và Vũ Thái Bình sẽ có thể giúp công chúng nhiều thế hệ hiểu thêm về hành trình sáng tạo của từng họa sĩ trong thể loại tranh chân dung. Qua đó cũng một lần nữa khẳng định thế mạnh cũng như vẻ đẹp riêng có của thể loại này trong đời sống mỹ thuật đương đại. Vẽ và chơi tranh chân dung là điều không mới, nhưng sẽ chẳng bao giờ là cũ. Mỹ thuật chân dung có những điều không thể thay đổi, với giá trị nguyên bản có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm hồn người xem. Và chính là nghệ thuật lưu giữ cảm xúc mãi với thời gian.